Dạ rồi, em Huy bên ô tô Pháp Anh xin chào anh chị mình. Dạ, chuẩn bị sắp tới là vô đại lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đặc biệt á, hôm nay anh chị làm trong các cơ quan á, là đã bắt đầu có kỳ nghỉ lễ dài hạn. Thì em xin chúc cho tất cả anh chị mình có một kỳ nghỉ lễ dài hạn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hiện tại anh chị có nhu cầu cần về mua bán xe, trao đổi xe hoặc là tìm hiểu xe, nếu đã tin tưởng ủng hộ bên ô tô Pháp Anh, anh chị hãy liên hệ trực tiếp đến địa chỉ 900 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, Bình Tân. Riêng hôm nay, sẵn có thời gian em Huy chia sẻ đến anh chị mình luôn một chiếc xe mà rất là quen thuộc bên ô tô Pháp Anh em. Hiện tại á, xe đẹp, xe gia đình ha anh chị. Xe này đây, mời anh chị cùng em xem một vòng sơ. Đây là cái dòng anh chị mình thấy quen thuộc không? Cơ bản là dòng Ford EcoSport. Xe này thì đời 2014 anh chị. Thường á, trước đó anh chị mình thấy á, là dòng Eco này bên em á hay có màu trắng, màu xám, màu bạc. Hôm nay em về một chiếc xe màu cực kỳ mạnh mẽ luôn, màu đen cho anh chị mình. Và đặc biệt đây cũng là bản Titanium ha anh chị. Dòng EcoSport này 2014 đang được bên em bán với giá là 335 triệu. Cái ưu điểm ở cái dòng EcoSport này anh chị mình biết nhiều. Thứ nhất á là xe nhỏ gọn. Thứ hai là anh chị nè, gầm bệ cao ráo cực kỳ luôn. Đặc biệt một điều á, riêng cái dòng Ford thì thường thường mình thấy hay hao nhiên liệu, nhưng mà dòng Eco này chỉ có 1.5 thôi anh chị, động cơ chỉ có 1.5 thôi, nên mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ hợp lý cho anh chị có một chiếc xe đi gia đình, kể cả đi công việc. Và với những dòng xe mà gầm cao như thế này nè, anh chị đi phượt, đi du lịch ở xa là vô tư luôn. Riêng cái dòng này á thì em chia sẻ với anh chị mình luôn á, là được thiết kế phom dáng hiện đại nên nhưng cực kỳ sang trọng ha anh chị. Đây, cơ bản á là cái dòng EcoSport này á, thứ nhất là bản Titanium, xe sẽ có đề starter ha anh chị. Đây, đề starter và trang bị thêm cửa sổ trời cho mình. Nhà anh chị nào mà có người sai xe, khi mà mình đi du lịch, đi dã ngoại, đi phượt gì đó, có thể là sử dụng chức năng này. Nó rất là thoải mái, thay đổi cái không khí trong và ngoài. Kèm theo đó là xe là còn giữ màn hình zin luôn. Thì hiện trạng là xe này anh chị hoặc là chú bác thích xe cứ chốt đi, em sẽ hỗ trợ cân đối lên màn hình và cam hành trình cho anh chị mình luôn. Còn cái chất xe này ở đây á, em cam kết anh chị luôn là chất xe gia đình. Thường anh chị mình ra ngoài á, những cái dòng EcoSport á, anh chị mình rất là hiếm khi gặp xe chạy dịch vụ. Trần là anh chị mình thấy còn trần zin luôn nè. Trần này mà chốt xe đi em hỗ trợ em bọc thêm một lớp ni lông nữa cho anh chị mình, nhìn cho đẹp và giữ lạnh tốt. Kèm theo đó là cái hệ thống chiếu sáng xe này nè, trang bị thiết kế đẹp, gầm cao rồi mà hệ thống chiếu sáng cực kỳ cá tính luôn ha anh chị. Và riêng cái dòng này luôn á, nhiều anh chị nghĩ á, là hatchback nữ đi đẹp, nam đi có thể không hợp, nhưng mà riêng cái dòng này anh chị thấy nè, em ngồi nè, em cũng cao rồi to luôn nữa, nhưng mà ngồi cái dòng này á cũng nhìn rất là hợp. Tại vì sao? Tại vì thiết kế là gầm cao nè anh chị, đó, gầm cao nên tuy là hatchback nhưng mà nữ chạy cũng được, nam chạy cũng được anh chị ạ. À, mình vừa xem cái phần nội thất phía trong xe anh chị, còn về cái phần chi tiết xe này, nắp bi nè anh chị thấy nè, cùng em nhìn rõ nè, còn những cái dấu zin của xe luôn. Tuy là theo thời gian, theo năm tháng luôn mà vẫn còn rất là đẹp. Kèm theo đó là keo chỉ nè anh chị nè, còn nguyên zin nguyên bản cho mình luôn. Chỉ là nguyên zin nguyên bản cho mình luôn ha. Xe thì đã được sơn lại rồi anh chị, bên ngoài thì đã được dặm bát sơn, nhưng mà cái quan trọng là cái máy móc, cái gầm bệ có cam kết, có bảo hành đầy đủ cho anh chị mình. Thì cái chuyện sơn bên ngoài là tăng thêm cái tính thẩm mỹ, cái tính sang trọng của xe ha anh chị. Mâm là được sơn mới đều 4 mâm cho mình luôn. Vỏ thì còn tương đối khoảng 65-70% luôn. Những dòng này á, anh chị mà chốt xe là có xe sử dụng liền luôn. Tại sẵn cái dịp lễ là nếu anh chị có thời gian cứ đến trực tiếp bên em tìm hiểu xe và trải nghiệm xe. Còn không có thời gian mà thích xe quá thì cứ liên hệ, chốt xe xong bên em sẽ giao tận nhà cho anh chị mình đúng như cam kết. Tích hợp đèn led gương luôn nè anh chị đó. Xe thiết kế nhỏ gọn, gầm cao nhưng mà cũng đầy đủ an toàn. Nãy em quên chia sẻ anh chị luôn, hệ thống túi khí là 4 túi khí luôn anh chị, phía trước và hai bên đây, 4 túi khí là đảm bảo an toàn cho mình. Và cái dòng hatchback á, nhiều khi anh chị nghĩ ngồi ghế sau tương đối sẽ không thoải mái, nhưng riêng cái dòng này đây, em ra em ngồi thử ghế sau cho anh chị mình xem nè. Nó có cái này nè, rồi anh chị cứ ngã người ra sau như thế này nè là đi đường xa vẫn vô tư, vẫn thoải mái luôn. Và cái dòng hatchback á, thường mà ở phân khúc hạng A, ở hàng ghế sau nó sẽ hơi gặp người như thế này nè, đi đường xa sẽ hơi khó chịu. Nhưng mà riêng cái dòng này là anh chị ngã tới ngã lui, dựa tới dựa lui, chỉ cần một cái thao tác thôi là mình có thể thoải mái
đi đường xa trần vậy đây, rất là cao, không ảnh hưởng mình, không đụng đầu mình. Và đặc biệt một điều, các chi tiết ốc anh chị cùng em xem nè, chưa có dấu hiệu ra ốc luôn nè anh chị. Màu đen này nên nhìn xe vừa nhỏ gọn nhưng mà gầm bệ cao và nhìn cá tính cực kỳ luôn anh chị. Đây, copy zin nguyên bản luôn, còn rất là đẹp cho mình đó. Keo chỉ là cũng nguyên zin nguyên bản luôn nè anh chị. Đó, chị thấy không đó, mâm đều 4 mâm, vỏ còn đẹp cho mình. Và dòng Eco Sport này á, xe sẽ thiết kế bánh xe cua sẽ là bánh treo ha anh chị. Một phong cách á, cũng không thể thiếu ở dòng này. Thì quá quen thuộc, Eco Sport là thường trang bị bánh treo. Và cái chi tiết về mở cốp á, anh chị nhìn cũng cá tính cực kỳ nè. Một nút nhấn thôi là mở cốp sao, đó. Riêng cái dòng hatchback á, thì xe nào cũng vậy anh chị ạ. Cái cốp tương đối là chắc chắn sẽ không rộng bằng cái dòng sedan. Kèm theo đó, mình mở cốp ra mình kiểm tra. Thứ nhất là đây, về cái sàn, sàn phía sau cốp đây là còn đẹp hay không ha anh chị, có bị mục mọt hay là có xử lý gì hay không. Đây, riêng cái sàn này cũng còn rất là đẹp nè. Đó, ghế da bên trong cũng đã được bên em bọc da mới rồi, đẹp cho mình luôn. Những cái lớp chi tiết này nè, lớp nỉ này là chị thấy là cũng còn rất là đẹp cho mình. Đó, kiểm tra là phải kiểm tra cụ thể chi tiết hết anh chị. Đó, những cái này đẹp cho mình. Vào đây, những cái này là nếu mà anh chị dùng mà không kỹ, theo thời gian, theo năm tháng là nó cũng sẽ bị trì tụa xấu, nhìn cái xe nó không có giá trị. Đó, đi phải gìn giữ kỹ như thế này nè anh chị. Tuy là nhỏ gọn nhưng mà ở trong túi khí đầy đủ, và phía sau cũng trang bị cảm biến lùi đầy đủ cho mình luôn nè anh chị. Keo chỉ là cũng nguyên zin nguyên bản luôn đây. Đẹp. Màu này là bên em cũng rất là ít về. Thường thấy Eco Sport là màu bạc, hay là màu cam, hay là màu trắng này kia, còn riêng hôm nay lại về chiếc màu đen để cho anh chị mình thích mạnh mẽ luôn. Đã gầm cao là mạnh mẽ cứng cáp luôn anh chị. Tắp bi còn rất là đẹp, sơn bên ngoài cũng đã sơn lại nhưng mà nhìn thẩm mỹ rất là đẹp cho mình ha anh chị. Keo chỉ cũng đẹp nguyên zin của mình đây đó anh chị, thấy không, keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Nãy giờ mình xem là đều hết, tất cả các chi tiết xe đều nguyên zin và còn rất là đẹp, kể cả những cái dấu ốc như này nè anh chị. Đó, chị mình thấy không có cái dấu hiệu ra ốc này kia gì luôn. Xe phải đẹp. Những cái dòng này là hồi xưa khách hàng cũ người ta mua cũng là cả một tài sản nên đó, không có chạy dịch vụ mà kèm theo đó phải gìn giữ kỹ anh chị. Nên mình tìm hiểu những chiếc xe mà đã qua sử dụng á, thì những chiếc xe như thế này nè là mới yên tâm để mình tìm hiểu. Đi ít hay là nhiều không cần biết, nhưng mà phải kỹ, phải được chăm sóc là ok. Về cái phần động cơ, xe là được thiết kế là động cơ 1.5 cấp số tự động. Ở máy đây nè anh chị thấy là lao dầu bóng thôi, nhưng mà hiện trạng nội thất phía trong còn rất là đẹp. Các cái dấu tích nè đây, còn mới, nhìn đẹp cho mình luôn. Cái này nè, đó. Và đặc biệt là khung sườn phía trước á, đã kiểm tra rồi, cam kết với anh chị là không có móp méo hay là cấn đụng gì hết anh chị. Đây, đó, kiểm tra đầy đủ cho mình hết. Có cam kết, có bảo hành. Gặp bất cứ vấn đề gì thì anh chị cứ liên hệ là bên em phản hồi, luôn theo dõi và đồng hành cùng anh chị. Cái này là cái lớp zin để bảo vệ cái lớp sơn zin phía trong nè anh chị, cách nhiệt nè anh chị. Đó, anh chị thấy không, thiết kế cực kỳ kỹ, rất là đẹp cho mình. Về hệ thống mà đèn chiếu sáng á, thì cái dòng mà Eco Sport á, gầm cao nên không thể thiếu là cái thiết kế đèn gầm ha anh chị. Đây, đèn trên và đèn gầm, nên lưu thông cung đường nào cũng ok hết anh chị ạ. Cơ bản đó là chiếc Eco Sport 2014 bản Titanium số tự động chất xe gia đình, đang được bên em bán với giá là 335 triệu. Màu đen, mạnh mẽ cá tính. Còn nếu anh chị á, mà thích xe đời cao hơn nữa bên em vẫn có, và màu sắc khác hơn nữa bên em cũng có luôn. Đây, mời anh chị. Đây là dòng Eco Sport đời 2017 và cũng là bản Titanium luôn. Xe này đời cao mà màu đỏ luôn. Anh chị nào mà thích hợp với phong thủy, hợp với mệnh mình, có thể tìm hiểu. Riêng chiếc này á, thì cũng đã được bên em quay clip riêng và chia sẻ chi tiết rồi.
anh chị mà thấy phù hợp có thể tìm hiểu hoặc liên hệ trực tiếp cái số hotline bên em là 0777 552 222, 0777 552 999 để được em tư vấn cụ thể lại một lần nữa và có thể chốt xe qua hotline luôn anh chị. Xe này từ đời 2017 đang được bên em bán với giá là 365 triệu. Nhân dịp mà lễ 30/4 này, rất là nhiều anh chị có nhu cầu cần xe để đi du lịch, đi về quê hay là này kia, thì có thể mạnh dạn tìm hiểu đi bên em á. Xe mà em thấy phù hợp, đúng cái nhu cầu của anh chị thì bên em sẽ cân đối giảm lọc thật mạnh để đúng theo cái giá trị xe, và anh chị có một con xe như ý, bên em cũng bán được một chiếc xe. Hiện trạng là còn zin rất là nhiều luôn đó anh chị. EcoSport màu đỏ 2017 bản Titanium, cửa sổ trời số tự động, được bên em bán với giá là 365 triệu. Tất cả các xe bên em á, đa số đều được hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc và còn bớt lọc khi anh chị mình chốt xe. Rất là đẹp luôn anh chị. Bỏ mâm đều. Vừa rồi là chia sẻ với em Huy về hai dòng EcoSport hiện tại đang có bên em, đời từ 2014 trở lên anh chị. Và nếu á, anh chị mình muốn tìm hiểu, bên em vẫn còn màu bạc và màu trắng để cho anh chị mình tìm hiểu. Quan trọng là phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của mình và hợp với chiếc xe mình đang thích, thì anh chị hãy mạnh dạn liên hệ. Bên em sẽ cân đối giảm lọc thật mạnh nhân cái dịp đại lễ này, và kèm theo đó là được hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc. Nếu có thời gian hãy lên trực tiếp bên em để trải nghiệm xe, để xem đúng như những gì bên em chia sẻ và cam kết với anh chị hay không. Dạ rồi, em Huy cảm ơn anh chị đã theo dõi video bên em rất là nhiều. Nếu xe phù hợp, anh chị hãy mạnh dạn liên hệ cái số hotline bên em. Còn chưa phù hợp, hãy đăng ký theo dõi bên Ô tô Pháp Anh. Nếu anh chị thật sự cần một chiếc xe ô tô, Ô tô Pháp Anh sẽ có một chiếc xe phù hợp để giới thiệu đến anh chị. Dạ, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào.